Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Cầu lông phong trào của Việt Nam thì ngày càng phát triển. Phong trào thi đấu tập luyện cầu lông thì ngày càng lan rộng khắp các tỉnh trên toàn bộ đất nước Việt Nam. Và các giải đấu cầu lông thì cũng được tổ chức một cách thường xuyên hơn và quy mô hơn. Đặc biệt là ở Hà Nội, các tỉnh lân cận Hà Nội, Quảng Ninh hay là Hải Phòng. Đấy, các tỉnh đó là các tỉnh hoặc là Bắc Giang, Bắc Ninh. Đó là các tỉnh đại diện cho phong trào cầu lông, phong trào của miền Bắc. Và gần đây nhất là trong năm 2010, cuối năm 2018, 2019 thì rất nhiều cái giải đấu cầu lông phong trào hay hấp dẫn quy tụ đến những tay vợt cầu lông hàng đầu của cầu lông phong trào Việt Nam, nhưng thậm chí là các vận động viên cầu lông chuyên nghiệp. Bởi vậy mà Hùng xây dựng kênh YouTube này, Hùng mong muốn rằng Hùng sẽ tổng hợp các trận đấu hay của các giải đấu cầu lông hấp dẫn tại khu vực miền Bắc, cũng như là các giải khu vực miền Nam thì Hùng sẽ đang cần tuyển thêm các bạn cộng tác viên có thể quay cho Hùng các trận đấu, các giải đấu của khu vực miền Nam nha. Miền Bắc thì Hùng đã có các bạn cộng tác viên đi đến các giải đấu khắp các tỉnh để có thể quay rồi ạ. Thì rất mong là nếu các bạn nào có mong muốn làm cộng tác viên của Hùng, mong muốn làm cộng tác viên của Hùng thì hãy liên hệ cho Hùng nha. Và cái mục đích thứ hai, ngoài việc tổng hợp các video cầu lông hay của các giải đấu cầu lông phong trào thì Hùng còn tổng hợp các trận đấu giao lưu, có nghĩa là Hùng sẽ đi đến các sân cầu lông khu vực Hà Nội cũng như một số tỉnh phía Bắc. Thời gian tới thì Hùng sẽ làm cái việc đó để giao lưu, cũng như mục đích chính đó là quay những trận cầu mang đến cho tất cả mọi người những trận cầu hấp dẫn nhất của các vận động viên phong trào, xem họ thi đấu, họ tập luyện mỗi ngày như thế nào, và để mọi người hiểu sâu hơn về cầu lông phong trào Việt Nam nó đang như thế nào, nó đang phát triển ra làm sao. Và đặc biệt những cái video về cầu lông phong trào thì rất dễ cho mọi người có thể học tập và nắm bắt. Nếu các bạn xem các vận động viên thế giới họ đánh, trước tiên là cái góc quay của cái video thế giới thì nó sẽ không giúp cho các bạn có thể nhìn ra được đường cầu của các vận động viên. Cùng với đó là trình độ của các vận động viên thế giới thì nó sẽ cao, nên nó sẽ khiến bạn rất khó tiếp thu. Bởi vậy mà Hùng mong muốn rằng với những góc quay đẹp cũng như là với trình độ của cầu lông phong trào thì mọi người có thể học hỏi được nhiều hơn về kỹ thuật. Và Hùng sẽ kết hợp với các huấn luyện viên, các giảng viên cầu lông hoặc là các vận động viên cầu lông nổi tiếng, nói chung là có tiếng ở khu vực miền Bắc này, để có thể làm ra các video hướng dẫn kỹ thuật cầu lông cũng như là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thi đấu cầu lông cho mọi người. Và rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Gần đây thì Hùng đã ra khá nhiều video hay và rất mong là mọi người có thể thử xem nó có hay thực sự hay không. Nếu thấy hay, mọi người hãy subscribe, hãy đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Hùng nhé. Để chúng ta hãy cùng Hùng đồng hành với cầu lông phong trào của Việt Nam trong thời gian tới, trong tương lai nha các bạn. Hùng sẽ xây dựng nó trở thành kênh YouTube cầu lông phong trào số 1 Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên subscribe nha. Hãy ủng hộ Hùng. Và có dịp thì chúng ta hãy giao lưu cầu lông với nhau nha. À đúng rồi, có lẽ các bạn sẽ hỏi tại sao Hùng lại cầm cái vợt như này. Thực ra là để gây sự chú ý ban đầu cho mọi người thôi. Hùng có mỗi một cái vợt cầu lông duy nhất này, và nó bị đứt dây mất rồi. Quên mất là tí nữa chiều nay Hùng phải đi căng vợt để chiều nay còn ra sân, bởi vì mấy ngày hôm nay bận cắt highlight cho kênh YouTube quá nên là bỏ bê cầu lông mấy ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Rất hy vọng là sẽ được giao lưu và học hỏi với tất cả mọi người. Hùng đánh cầu lông ở sân cầu lông Học viện Tài chính, và mọi thông tin liên hệ với Hùng thì Hùng sẽ để ở lại ở bên dưới mô tả của video này nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ kênh YouTube của Hùng, đã cổ động, đã động viên Hùng, đã có những lời động viên rất tuyệt vời, làm cho Hùng có nhiều năng lượng hơn. Và rất mong rằng thời gian tới mọi người sẽ ủng hộ Hùng nhiều hơn nữa, để Hùng có nhiều động lực hơn, để Hùng có thể làm kênh YouTube, phát triển kênh YouTube để có thể mang những video hấp dẫn nhất đến tất cả mọi người nha.